Chào mừng anh em đã đến với kênh của mình. Mình là Thiên Minh, shop đồ lính Mỹ. Mình chuyên cung cấp các mặt hàng về đồ lính Mỹ và là hàng chuẩn cấp phát quân đội nha anh em. Hôm nay mình lên cho anh em mua áo size medium short M65, size medium short, hai khóa đồng, đời hai khóa đồng. Con này độ mới của nó là 98-99% nha anh em. Màu chưa xuống, nhưng mà nó bị một lỗi, một vết làm cho con này nó mất giá trị khá là nhiều. Rồi, anh em nhìn sơ lược con áo nha. Con áo này là màu 99% luôn. Anh em nhìn này. Đó. Túi nếp gấp, chưa có dấu hiệu xuống màu nha này. Màu còn xanh ngắt. Rồi, nón đầy đủ. Đó, màu xanh ngắt anh em. Đẹp không tì vết, nhưng mà nó bị một vết lỗi ở đây nè. Bị một vết lỗi ở đây nè. Đó, anh em thấy không? Đây nè. Một vết tàn thuốc nè. Bằng ngón tay út. Một vết tàn thuốc bằng ngón tay út. Đó, làm cho con áo này nó mất giá trị nè. Rồi, đi tận thể con áo. Đây, tay của con áo đây. Xài medium short DSA 100. Con này là đời 73 cho anh em. Con này đời 73. Màu cực kỳ đẹp, chưa có dấu hiệu xuống màu. Đúc của hãng Dot nha anh em. Khóa 9 đầu. Chìa khóa còn đẹp. Dây rút của nó là còn co giãn luôn nha nè. Rồi. Nó bị lỗi một vết đúng ngay trong túi. Bằng ngón tay út nha nè. Đó, vết tàn thuốc. Vết này là vết tàn thuốc. Đó, bị đúng một lỗi này. Vậy đây, con áo này nó mất giá trị khá là nhiều. Con áo này nếu mà không có vết tàn thuốc của mình bán phải tầm 5 triệu đây. Không có vết tàn thuốc mình sẽ bán con áo này với giá 5 triệu. Đó. Và vì nó có một lỗi dấu tàn thuốc. Dấu tàn thuốc bằng ngón tay út ngay túi nè. Đó. Cho nên con áo này mình bán còn 3 triệu thôi anh em. À, mình quên báo cho anh em đó. Size medium short là vai của nó 52 và dài lưng của nó 75 nha anh em. Dành cho anh em cao cho mình dưới 1m7 và nặng cho mình từ 70 tới 80 kg là mặc đẹp nha anh em. Rồi, con áo này một chấm tàn thuốc ngay túi. Còn mình xả con áo này với giá là 3 triệu. Rồi, anh em nào kết alo cho mình theo số điện thoại 0974 440 415 nha anh em. Rồi, chào anh em.